Hoàng Sơn xin chào bà con. Hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình sử dụng máy đo đường huyết đa năng Multicare được sản xuất tại Ý ha. Cái máy này thì nó có 3 tính năng. Một cái loại que đo đường huyết nè, một loại que đo mỡ trong máu và một loại đo cholesterol. Thì cô chú mình có thể xem thêm trên các video khác về từng tính năng hoặc là về điện trực tiếp cho Hoàng Sơn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng đơn giản nhất của nó là đo đường huyết ha. Để đo đường huyết thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái máy, một cây bút lấy máu và hũ que. Đi theo que thì chúng ta sẽ có một cái thẻ code để khi cắm vào máy thì chúng ta sẽ biết đang sử dụng cái hũ que này. Rồi, thì cái cây bút lấy máu mình sẽ xoay ngang, mình nằm ở giữa cái cây bút nha. Đó, mình cắm cái cây kim vào. Được chưa anh chị ha? Mình cắm sát vào đây ha. Mình bẻ cái đầu nhựa, xoay đầu nhựa một cái thì mình rút ra. Rồi, mình gắn vào. Xoay ngang cái. Rồi, chỉnh độ sâu của cây kim thì chúng ta sẽ chỉnh ở trên đây. Nắm ở trên cái đầu trong suốt nè. 1 2 3 là thường trung bình. Nếu mà như da chúng ta dày thì có thể chỉnh sang số 4 hoặc số 5, số 6. Nhưng mà thông thường thì chúng ta để ở số 3, da mỏng thì có thể ở số 2. Rồi, sau đó chúng ta sẽ kéo cò. Đó, cái này nó sẽ cao lên thì chúng ta để cái tay vào. Chúng ta tắm một cái thì cây kim nó chích ra. Nó sẽ rất là nhanh. Thì chúng ta sẽ nặng ra một lọc máu. Rồi, chuẩn bị xong cây bút lấy máu ha. Còn cái máy này thì chúng ta sẽ cài đặt ngày giờ trước. Thường thì máy đã được cài đặt ngày giờ đó, nên là cô chú anh chị mình có thể cắm que vào là xài luôn. Còn nếu mà như trường hợp mà chúng ta thay pin, chúng ta có thể cài đặt lại ngày giờ. Hũ que thì chúng ta sẽ đi kèm là một cái mã code như thế này. Tại vì máy đo đường huyết thì chúng ta sẽ có cái thẻ code nó màu xanh dương. Thì đầu tiên là mình cài đặt ngày giờ hoặc có thể cài đặt lại từ đầu. Thì chúng ta đè giữ vào nút cuộn 3 giây. Đó. Đè giữ 3 giây ha. 1, 2, 3, rồi. Khi mà cái con số chớp chớp này, tức là mình chỉnh tháng trước nè, mình tăng hoặc giảm, mình bấm vào nút cuộn, nó sẽ nhảy qua là ngày. Rồi tiếp theo là năm. Rồi là giờ ha. Rồi chúng ta chỉnh phút, cộng hoặc trừ nha. Rồi chọn 24 giờ hoặc 12 giờ. Chọn là đơn vị là miligram hoặc là millimol. Chúng ta có thể thay đổi. Và khi mà chúng ta đang cài đặt cái đơn vị nào thì tất cả bộ nhớ sẽ tự động chuyển sang cái đơn vị đó của quý anh chị ha. Rồi mình tiếp tục, mình bấm vào. Thì chúng ta có thể cài đặt thêm về các tính năng, ví dụ giống như là có tiếng bíp hay không, và có cài đặt hẹn giờ báo thức để chúng ta đo hay không. Thì chúng ta cứ ok để lướt qua. Nếu không sử dụng tính năng này, chúng ta lướt qua vài cái thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi chương trình cài đặt đó. Thường thì máy đã cài đặt ngày giờ sẵn nên cô chú anh chị mình có thể bỏ qua chức năng cài đặt ngày giờ nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái thẻ code vào đúng mũi tên nè, mũi tên chấm vào máy nè, chúng ta đẩy vào. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là 796 là cái con số hiển thị cái mã code. Chúng ta thấy trùng với hũ que là đúng nha, 796. Tại vì nếu mà chúng ta sẽ không thấy hai cái này giống nhau thì chúng ta đo sẽ sai hoặc là không được đo. Rồi cô chú anh chị mình nhớ là cái que khi mà chúng ta cắm vào rồi thì trong vòng 2 phút chúng ta phải sử dụng. Nếu không sử dụng thì nó cũng hiểu là cái que đã xài rồi cô chú anh chị ha. Đó là hình đầu tiên, chuẩn bị sẵn cái bút lấy máu nè. Rồi mình cắm que vào cài đặt ngày giờ sẵn sàng rồi. Rồi chúng ta hãy lấy máu. Rồi khi máy đã sẵn sàng, ví dụ mình tắt máy, mình có thể tắt máy nè. Rồi mọi thứ đã sẵn sàng thì bây giờ mình sẽ lấy một cái que ra. Rồi đầu tiên là mình coi là cái bút lấy máu rồi ha. Mình mới cắm que vào nha. Rồi cái mạch điện thì chúng ta sẽ quay vào trong máy và chúng ta nhìn thấy cái chữ nè. Còn đây là ngược ha, nhìn thấy cái chữ ha. Rồi chúng ta mở máy trước nha, bấm nút mở nguồn. Rồi cắm que vào. Chết vậy ha, mình cắm que sâu vào trong. Đó, nó còn ở tí xíu thôi. Rồi chúng ta sẽ kéo cò. Nó hiện giọt máu chớp chớp nè, là chúng ta sẽ lấy máu nha, chấm vào.
Đó, chúng ta nặn lên và chúng ta cắm. Rồi, chúng ta sẽ nặn ra đủ một giọt máu ha. Chúng ta cho chấm vào nè. Khoảng tầm 3 giây. 3 đến 5 giây chúng ta sẽ ra một kết quả. Rồi, 87 thì chúng ta sẽ tra vào cái bảng đường huyết. Thì chúng ta sẽ biết là đường huyết mình cao hay thấp cô chú ha. Tân cùng cả nhà mình vừa sử dụng tính năng đầu tiên là đo đường huyết của máy đa năng Multicare sản xuất tại Ý, và cái này được bảo hành trọn đời. Thì cô chú mình có thể xem thêm các video về đo mỡ trong máu và đo cholesterol nha. Và có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.